Chiều ngày 13 tháng 7, công ty nhôm Đắk Nông TKV đã tổ chức trao tặng Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rấp số tiền 300 triệu đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Số tiền này sẽ được huyện Đắk Rấp sử dụng để phân bổ cho công tác phòng chống dịch tại 4 điểm gồm khu cách ly tập trung huyện, chốt kiểm soát Cai Chanh, phòng y tế và trung tâm y tế huyện. Hoạt động hỗ trợ này góp phần động viên các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu trên địa bàn huyện tham gia phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả.